đem lên mình đổ ra nha, đổ ra nè. Quá quá nhiều luôn. Ui ui, nhảy quá trời, nhảy quá trời luôn cả nhà. Quá ngon. Xin chào cả nhà nha. À, chúc cả nhà năm mới vui vẻ, an lành, gặp nhiều may mắn, luôn luôn thành công, vạn sự như ý nha. Thì hôm nay mình đi lấy cái xô với cái vợt, mình đi thăm cái lú mình đặt cả nhà, hai cái lần. À, mình đặt cái lú đây, ngay chỗ có cây cầu nè. Lúc trước mình có đi thăm rồi, ở đây buổi buổi tối cả nhà. Xem coi có tôm cá gì không, với một cái thì mình đặt ở trên mấy trên ruộng, trên vuông trên nhà. À, mình sẽ thăm hai cái này xem coi có tôm gì không nha, tôm cá gì không nha cả nhà. Dạ. À, mời nhà đi đổ lú với mình nha. Xem coi có tôm tôm sú, tôm đất, tôm thẻ gì không. Rồi giờ mình đi nha. Đi đổ lú rồi nha. Thấy cái xô với cái giọt. Đây, cái lú mình đặt chỗ này. Lú mình đặt ngay chỗ này nè. Có cây cầu, bắt cây cầu nhỏ bước qua. Xem coi có tôm tôm cá. Đây. Đây. Tôm. Đây cái đường mương nước nè. Đặt cái lú ở đây. Còn cái kia là ngoài cống nha. Ngoài cống. Mình sẽ đi bước qua cầu này mình lại mình thăm nha. Mình coi có tôm cá không. Đó, xem được tôm tôm cá gì trong đây. Có tôm, tôm nữa nha. À, quá im luôn. Tôm. Tôm. À, mớ sú luôn nha. À. Đây nè. Tôm sú mà quá ngon luôn. Đây nữa nha. Đó, quá ngon luôn. Này còn là tôm sú không luôn. Mình lấy cái vợt mình mã dây ra mới được đổ được. Lấy vợt đổ, bỏ nó vô cái vợt. Vô rồi nha. Rồi. Tôm sú nha.
anh cuộc cái anh lú lại mình đặt lại nữa. Đặt cái lú lại mình đấu tôm đây nha. Này mình xả nước ra vô á, nước lớn á, cho nước vào cái là tôm nó chạy. Tôm cá cua nữa mà bữa nay không có dính cua. Kéo cái đuôi đục lại lú nó đặt lại này, ăn cái cây cột nữa. Này cả nhà đây tôm này sú không luôn nha, ngon ngon lành luôn. Số để vô đây đi lên mình thầm cái lú ở trên kia nữa, hai cái này nha. Cái này được một mớ anh. Được một mớ tôm nè, nổ được một mớ tôm sú. Giờ mình lên như kia mình thăm cái lúa như kia nữa. Rồi mình tổng kết lại cho cả nhà xem nha. Này. Này. Mình thăm cái lúa mình đặt ở đây nữa. Nó mới nhường ở trên nè. Giờ mình sẽ dỡ cái lúa nè. Cái này thì không có cây cầu, mình phải lội xuống. À, tôm. Tôm cái nha. Tôm nó bún. Có tôm thẻ, tôm sú. Đủ các loại. Và ui vô mánh này. Vô mánh nha nha. Quá ngon luôn nè. Giờ mình đổ ra nè. Tôm sú nè nha. Và quá im luôn. Tôm sú, tôm bạc. Giờ mình đổ ra cái vợt. Bỏ dây ra. Cái này nữa là hai cái. Hai cái đặt vuông. Còn cái bữa hôm mình có đặt cái bát quái á, là tuốt ở ngoài kia nữa nha. Tùy tiện ngoài kia. Đó. Giờ mình đổ cái lúa ở đây. Bỏ dây ra. Mình dây ra cho cái vợt này vô cái túi nè, cái mình đổ đổ lần lần lại quá trời tôm, tôm cũng nhiều luôn xuống vô rồi vô ok. Đây. Nó nằm ở trong cái vợt này nha.
Wow. Thì một mớ này nó cũng khá là nhiều luôn á. Tôm bạc có, tôm sú có. Rồi giờ để mình đặt cái lú này lại rồi mình lên mình quay cho cả nhà xem nha. Cột dây đặt lại. Đặt cái lú này lại nha. Nó rớt cái vợt này. Chết tay. Cái vợt. Nó rớt. Rớt cái tôm ra hết. Ừ, hên. Nó chưa ra. Nó chìm cái vợt của mình. Thật tình. Nó cọc lại không. Đặt lại như vậy nha. Mình đặt cái lú lại nha. Bây giờ bữa mình có thăm có tôm cá gì nữa. Rồi. Mình đi lên. À được một mớ sú luôn nha. Ngon lành luôn. Quá ngon luôn nè. Đó. Quá im luôn nha. Nó tầm sú ngon lành luôn. Tầm sú tầm thẻ tuyệt vời luôn. Rồi giờ mình lên là mình đổ ra cho cả nhà xem nha. Nè mình đem lên mình đổ ra nha. Đổ ra thôi. Wow. Ui, nhảy quá trời. Nhảy quá trời luôn cả nhà. Quá ngon luôn. Đây cả nhà, mình đem lên mình đổ ra. Đổ ra cho cả nhà xem nè. Wow, nó nhảy quá trời luôn. Tôm sú không cả nhà. Tôm sú với tôm thẻ. Wow. Quá ngon luôn. Bự bự. Sú này sú thiên nhiên nha nha. Sú thiên nhiên chỗ mình đậu lú nè. Ngon lành luôn á. Mấy con sú bự nè. Quá bự luôn á. Đó nha. Ngon tuyệt vời luôn. Rồi, hôm nay mẹ mình thăm hai cái lú được nhiêu đây cả nhà. Cái này là tôm thẻ nè. Tôm thẻ. Mớ tôm thẻ còn nhiều tôm sú không à. Ngon lắm luôn. Rồi, mình cũng kết thúc video ở đây luôn nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo của mình nha. Cả nhà xem video nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào.